đánh giặc corona, đoàn kết toàn dân ta, đánh giặc corona, từ trẻ đến người già, đánh giặc corona, ngành y là xung kích, thể quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Mọi người khi đi ra nên đề phòng cho chính ta, nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn, nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay, ai cũng vì cộng đồng không lây nhiễm corona. Đại dịch corona đang truyền vào trong nước ta, đánh giặc corona vì cuộc sống cho một nhà. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tối 27 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho học sinh đi học lại sau khi nghỉ học ngừa Covid-19. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học 1 đến 2 tuần, học sinh cấp trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Trong khi đó, hàng trăm ngàn sinh viên của nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được nghỉ học thêm 1 tuần đến hết ngày 8 tháng 3 để tránh Covid-19. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định cho sinh viên tất cả các trường thành viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8 tháng 3 để phòng chống Covid-19. Lịch học và các hoạt động học vụ khác sẽ có điều chỉnh theo tình hình mới. Hiện số lượng sinh viên chính quy của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là gần 69.000 sinh viên. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung tại các lớp đến hết ngày 8 tháng 2. Trong thời gian này, sinh viên truy cập vào hệ thống học trực tuyến. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, Trường Đại học Tài chính Marketing cũng vừa có thông báo tới giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên không đến trường giảng dạy và học tập tập trung từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 3. Sinh viên tiếp tục học trực tuyến và ngày 9 tháng 3 tập trung học tập trên lớp theo thời khóa biểu đã công bố. Thông báo này còn nêu rõ, trong thời gian không đến trường, giảng viên và người học hạn chế đi ra khỏi nơi cư trú và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Quy mô đào tạo của Trường Đại học Tài chính Marketing là khoảng 18.000 sinh viên. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phân loại sinh viên, học viên để quyết định thời điểm học tập trung. Trước đó, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo cho 35.000 sinh viên được nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tuần tới. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh không tập trung sinh viên tại trường trong thời gian từ 2 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 3. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sinh viên được nghỉ học tập trung đến ngày 8 tháng 3, học trực tuyến từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3. Các lớp giáo dục thể chất và lớp khởi nghiệp kinh doanh tiếp tục dời lịch học đến hết ngày 8 tháng 3. Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng tiếp tục thông báo tạm dừng học tập tập trung đến hết ngày 8 tháng 3. Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ hết ngày 15 tháng 3. Trường Đại học Văn Hiến cũng thông báo cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3. Đánh giặc corona, đoàn kết toàn dân ta, đánh giặc corona, từ trẻ đến người già, đánh giặc corona, ngành y là xung kích, thể quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Đánh giặc corona, vì hạnh phúc chúng ta, đánh giặc corona, vì hạnh phúc. Đánh giặc corona vì hạnh phúc chúng ta, đánh giặc corona vì hạnh phúc chúng ta.